Vâng, chào tất cả các anh em. Thì hôm nay Điện tử Minh Thư sẽ giới thiệu với anh em về cái bộ inverter. Cái bộ này công suất là 60W anh em nha. Thì ở đây thì cũng xin nói luôn, thì các bạn mua hàng ở của mình á, chỗ mình á, thì sẽ được bảo hành tùy sản phẩm. Và đối với những bạn mua hàng đầu tiên đó, lần đầu tiên, thì sau này mình không biết như thế nào, nhưng mà hiện tại bây giờ thì những bạn mua hàng lần đầu tiên thì để đảm bảo an toàn khi mình gửi hàng thì các bạn không nhận hay là gì đó, thì nếu mà các bạn cũng lo lắng không chuyển hết tất cả tài khoản trước thì mình có thể chuyển cho mình khoảng tầm vài mươi ca gì đó, tùy loại sản phẩm gì đó. Thì đó là cũng giống như là chi phí vận chuyển, lỡ như anh em mắc không lấy được thì hàng trả về thì mình cũng còn cái khoản để mình đắp vào. Như vậy thì anh em cũng thông cảm đó, tại vì có nhiều anh em cứ liên hệ sao không gửi rồi mình gửi tiền luôn hay là thế nào đó. Và mình cũng sẽ nhận thẻ cao nha, cũng sẽ nhận thẻ cao. Tuy nhiên thì mình thích những ngày khuyến mãi hơn, thì những ngày bình thường thì anh em cứ liên hệ, nếu được thì mình ok, còn không thì anh em cứ chuyển khoản hoặc là những ngày khuyến mãi gì đó. Đó. Như vậy thì bây giờ mình sẽ nói về cái bộ này. Đó. Các bạn có thể, anh em có thể nhìn trên này, công suất 60W, 60W, inverter 12V sang 220V. Đó. Anh em nhìn nè. Tất cả các đèn chữ U, sử dụng cho tất cả các đèn chữ U 3W đến 20W này. Sạc điện thoại di động, máy nghe nhạc MP3, loa nghe nhạc laptop. Đó. Rồi, không để anh em chờ lâu nữa thì cái bộ này kích thước anh em có thể thấy thì khoảng tầm 15cm thôi. Đó, chiều ngang khoảng 5cm đó. Rồi, giờ mình sẽ tháo lên luôn nha. Sản phẩm này thì các anh em được bảo hành 1 tháng. Đó. Rồi. Rồi, bây giờ thì đây. Mở ra nha. Rồi, lưu ý thì màu đỏ là cực dương, anh em kẹp cho chính xác vào nha. Và đây là hiện tại đây là mình có một bình ắc quy. Thì cái này là 12V. Anh em có thể quan sát. 12V. Đây, 12V và 12A. Tuy nhiên bình này đã cũ rồi. Và mình sẽ đo điện áp hiện tại như thế nào. Rồi, anh em chịu khó quan sát một tí nha. Đây thì điện áp hiện tại khoảng là 11V43. Còn đó, 11V mấy đó. À, không tới 12V này em nha. Đây, 11V45. Đó, rồi. Vậy thì... Rồi, bây giờ mình sẽ thử kẹp vào. Anh em cẩn thận. Đang ở off nha, mình tắt nha. Bây giờ mình sẽ kẹp vào. Rồi, ok. Và bây giờ mình sẽ bật công tắc lên. Đó. Thì đèn báo đã sáng rồi. Anh em có thể nhìn thấy tắt này, bật lên đèn báo đã sáng nha. Đèn báo đã sáng. Rồi, bây giờ mình thử đo điện áp xem điện áp nó bao nhiêu nhé. Đây. Hiện tại là điện áp một chiều nha. Một chiều nha anh em, thì khoảng 231V, 200 à. Mình xem cái lúc nó lên gì ta. Đây, 230V. Ồ, sao nó lên lần vậy ta. Hay nhờ. Xoay chiều thì không lên. Đúng rồi. Đây. À, nói chung là trung bình khoảng 230 đó, 220 mấy đó. Nhưng mà với bình ắc quy của mình thì nó chỉ có 11V mấy nha các bạn. Thì đó, bây giờ mình sẽ thử test bằng chúng ta sạc điện thoại xem như thế nào. Đây, sau khi mình đã kết nối thiết bị vào nha, cắm một cái cục sạc vào. Đó, và đây, chiếc điện thoại của mình. Cắm vào nha. Đó, đang sạc 84%. Đó, anh em có thể nhìn thấy biểu tượng sạc ở trên này. Đang sạc thì mình rút ra nha. Rồi, mất lên nè. Mình cắm vào nha. Đó, em nhìn thấy biểu tượng sạc này. Rồi, như vậy thì sạc điện thoại ok nha. Bây giờ mình sẽ thử test.
Và đây thì đây là một bóng các bạn có thể nhìn thấy 40W 220V. Mình sẽ test thử nha. Các bạn xem như thế nào. Hơi yếu một tí các bạn nhé, nó không sáng mạnh hết hoàn toàn. À, nó hơi yếu. Nhưng mà nó vẫn sáng nha. Hơi yếu một tí. Đó, lý do là cũng là một phần do EQ. EQ nếu mà EQ 12V thường đầy no điện áp thì khoảng 13V mấy 14V đó. Thì bây giờ hiện tại có 11V thì nó yếu là đúng rồi. À, nhưng mà các bạn vẫn có thể xài được. Sạc điện thoại rồi vô tư. Rồi, ok. Vâng thì clip mình này mình sẽ giới thiệu với các bạn ở đây thôi. Thì có cơ hội thì ở những clip sau mình sẽ tháo ra và xem thử bên trong này nó có cái gì. Và chúng ta sẽ thử chế cháo lại như thế nào đó để cho tăng công suất hay là mạnh hơn hay là như thế nào đây đó. Thì rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thì clip mình xin dừng tại đây. Bạn nào có nhu cầu thích cái này thì lưu ý những điều mình nói đầu tiên. Thì mua như thế nào thì bạn cứ liên hệ Facebook của mình và giá cụ thể. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Chào các bạn.